Bỗng dưng xuất hiện một vị sư đi sau tăng đoàn của sư thầy Minh Tệ, pháp danh là Thích Đủ Thứ, đã tu luyện trên núi 1000 năm. Mọi người hãy xem video để biết thêm tình tiết mới nhé. Cái trong lòng á. Ủa là sư là đang mở gì mà con nghe nó hả? Mở nhạc kinh hay vậy? Cái này bác gì không? Ông mình đi kinh nhật. Sư tắt giùm con. Sư tạm thời sư tắt cho giùm con đi. Để nói chuyện. Nói chuyện xíu thôi. Rồi. Có nghĩa là hiện nay là sư đang ở đâu rồi, sư mới tới đây? Sư hả? Sư ở chỗ anh xuống. Sư coi như là chưa tới sát na sư đã đi tới đây rồi. Chưa tới sát na sư đã qua Mỹ rồi. Sư đi bằng cái đây mà. À, sư đi bằng cái thần thức. Cái tiền thức của mình ha. Sư đã khởi thần thức đi lên rồi. Là có hộp pháp coi như là ấy xe cho sư đi vừa tới mỗi. Đi trước đi nha. Sư đi tới đâu vậy? Đây là đồ đệ sư phụ là hay là đồ đệ. Bên đây là kinh nhờ bên chư thiên, kinh nhờ là sư theo ha. Chư thiên kinh nhờ là theo kinh nhờ là để kinh nhờ là hộ pháp cho kinh nhờ là mấy sư lỗ mà. Chư thiên là hiện nay là sư đến đây là cũng muốn là đi theo như, giống như thầy Minh Tệ như vậy. À sư đi chơi thôi. Sư đi chơi ha, chứ không phải là sư đi theo ha. Sư đi ngâm du ơi. Chúng tôi gia cát lượng nè. Sư á là cái pháp của sư á là độc giác, duyên giác, thanh văn. Pháp của sư á. Là mình có tu ở chùa nào không hay là mình tự học. Sư á chỉ tìm mình. Tìm mình. À cái sư á đi cái như là thử tâm chúng sanh thôi. Dạ, thử tâm ha. À coi tâm chúng sanh có sao. Dạ hư sư là mang cái pháp danh là Thích Đủ Thứ. Thì hiện nay là sư chỉ ngao du. Ngao du rồi. Đi chỗ này chỗ kia thử lòng bá gia bá tánh để xem coi họ như thế nào. Nếu mà ai khổ thì sư sẽ giúp cho họ là qua cái khổ đó. Dạ. Sư là theo Phật pháp lâu chưa? À sư ạ. Mấy ngàn năm rồi. Mấy ngàn năm rồi. Sư có thích chuyển bản không? lâu rồi lâu là lâu 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 à. Sư ơi, giờ con nghe nhiều người đâm rang trên mạng đó là cũng có mấy sư là thích chuyển khoản, thích cúng dường rồi, thì sư là một người của công giới, mình thấy thế nào sư? Hả? Sư này thích đủ thứ rồi mấy đó hả? Mấy đó, đó còn chạy theo ngoại cảnh, còn chạy ra sắc người sư mới nói là sư thích đủ thứ đó. Nhưng mà là cái giống sư không? Sư thích đủ thứ là có phải sức thích những cái thứ đó luôn không? Không, thì là thích chuyển khoản à. Không, nhưng mà vì lý do vì sao mà sư lại chọn cái pháp danh là Thích Đủ Thứ sư? Thích Đủ Thứ có nghĩa là cái cơ duyên nào mà Thích Đủ Thứ là hòa với vạn vật, hòa với chúng sanh. Tuy bây giờ tuy tới lâu á là có xuất sinh nó ra nó đón chào tự nhiên. Có nghĩa là theo cái ý nghĩa của cái từ hòa với vạn vật, hòa đồng với vạn vật, hòa đồng với vạn vật, hòa với xuất sinh luôn, hòa nhà với cái nhà là cả biển cả luôn. À, với hư không luôn. Thì hôm nay thì mấy anh em cũng gặp sư trên đường đó, thì cũng muốn hỏi thăm sư vài điều vậy. Nếu mà sau này mà sư có về núi nào đó thì cho mấy anh em biết để mấy anh em lên chia sẻ nha sư. Sau này hả? Sau này sư hả? Sau này sư về trên núi, về trên. Ai cũng vậy. Là sư về về trên luôn. Bên đây cũng vậy. Sao thì cũng phải trên. Nhưng mà sư là bữa nay là mình đi ngao du chứ đâu phải theo thầy Minh Tuệ đâu. Đúng rồi, đi ngao du. Đi ngao du thôi. Đi ngao du. Để. Đó. Sư ơi, sư cho hỏi là ở trên bà trên mình có nằm văn võng không sư? Có chứ. Có như này là sư mà nằm văn võng là mất phước á. Đâu có. Không có. Thì như là cái ông sư quan ông nói vậy. Dạ. Không có. Dạ. Dạ con cảm ơn sư nha. Dạ sư có ví dụ như sư có kêu gọi cúng dường không sư? Hả? Kêu gọi mọi người á là biết giúp đỡ lẫn nhau và coi như là đừng chấp vào cái lời nói á, vừa họa nè, vừa phúc vừa phước vừa đức. Lời nói á, đã nói ra rút lại kịp chúng ta bắn cười á. Lời nói á, là gây ra coi như là nghiệp, đổ nghiệp.
có nghĩa là lời nói thì chẳng mắc tiền mua à, mà nói lời mà nói thì cho lòi tiền ra, đúng rồi đó, đúng không anh sư? Đó, đó là cái câu khẩu á, nói lời ái ngữ, nói lời thơm tho đó. Mình, cái khẩu mình á là thúi nhất, là dơ nhất trên thân thể mình. Dạ. Rồi con cảm ơn sư nhiều nha. Là cái ý nghĩa, cái ý tưởng coi như là Phật coi như là đảng sanh á, một tay chỉ lên á, một tay chỉ xuống á, thượng thiên duy ngã độc tôn, ý nghĩa nói chúng sanh thời mạt pháp này bản ngã cao đó, một tay chỉ trên một tay chỉ dưới. Yeah. Đó. Sư ơi, cho con hỏi sư một ý, đó là sư đang là thích đủ thứ thì sư thích cái thứ gì nhất trên đời? Sư thích cái thứ gì nhất trên đời? Cái không. Dạ. Cái không. Thích không. À? Không. À. Không mà thích gì? Thích à? Không là sao? Dạ. Sư giải thích cho mình. Cái không á là cái đó là cái an lạc trong người sư, cái bản tánh chân thật của sư. Dạ. Cái không á trở về cái tâm bên không bên trong, tâm bên không bên trong á, tâm xuất sanh á, tâm từ tánh ai ra. À, tâm của cái như là cha từ phụ á, cái đó là cái như là vô thượng chánh lãnh chánh giác á, cái tâm đó. Dạ, bây giờ sư yêu thương mọi loài luôn, yêu thương cả chúng sanh vạn vật luôn. Mới, mới đi thì hả? Mới đi hả? Chú đây mấy ngàn năm rồi. Mấy năm rồi hả? Sư đó đang ở trong nhà chú luôn á. Thầy đến đây mấy ngàn năm chúng đây rồi. Hả? Nhà chú ở đâu? Nhà chú à? Cái nhà chú á, nhà chính thức á là trong đây luôn nè, trong đây luôn nè, trong tim, tim. Trong tâm á, trong tâm. Tâm là chỗ nào vậy sư? Đạo gì? Cái tâm á, mà đeo tâm hình à. Tướng nè, cái tâm đang lúc lấu đang thấy nè à. Gió thổi mây bay á, nó không, không có cố định một điểm nào hả sư? Sao tâm nó không cố định một điểm nào hả? Đây đạo gì hay đi có đeo mày đó, gối Phật của một à, gối Phật của một à. Thầy à? Thầy với Phật là một luôn. Với Phật còn. Chúa với Phật là một. Là một. À Chúa với Phật. Ví dụ đi. Một bầy sư tử đó đi. Một khu rừng đó đi. Phải có con đầu đàn. Con chúa tể. Sư huynh có ra vô đầu của sư huynh tể không? Sau này. Sau này sẽ vô ha. Sau này vậy vô vị trí nào vậy? Vô vị trí nào sư? Vào vị trí nào vậy? Chỉ hả? Nhất là những gì? Thầy theo, nếu như sư theo đoàn của thầy Minh Tuệ thì được xếp vào vị trí nào của trong đoàn của thầy Minh Tuệ? Vậy à? À. Dạ. Dạ. Hiểu rồi. Thầy nói thầy thấy thầy Minh Tuệ sao? Thầy Minh Tuệ hả? Là ngài A Nan Ca Diếp. A Nan Ca Diếp. Bây giờ cái thầy á, mà bự con á, phải đem cái tiếng này không hộ pháp với chùa. Hộ pháp. À. Đó là thầy bữa nay có kiến đầu đẹp chứ ạ? Kiến này ở trên. Đưa. Ở trên đưa. Ở trên đưa xuống. Mắt kính này á vừa nhìn đời luôn. Ở trên đâu đưa. Nhìn thấu quá luôn hả sư? Ở trên đó hả? Ở trên. Ở trên. Chỉ là ơi. Sư ơi, sư. Sư ơi, kính là nhìn xuyên thấu luôn hả? Xuyên thấu luôn. Đó là xuyên thấu cái gì đấy sư? Luôn. Thấy gì không sư? Thấy gì? Xuyên thấu luôn hả sư? Thấy cái gì? Thấu luôn. Thấy cái gì? Thấu luôn hả? Thấu luôn. Thấy cái tâm. Có thấy cái gì nữa không sư? Bên đây á bị cái như là âm thanh sát tướng che mờ chân minh linh, bị cái nóng nảy che mờ chân linh. Thầy biết đâu chú đại bi không hả? Biết đọc chú đại bi không? Nói nè, ai cũng chú đại bi ý nghĩa là mình từ bi tỷ xã thương mọi loài, hòa với cái như là vạn vật, làm đó là chú đại bi á. Hồi Đức Phật á là vô từ thứ tư, kinh ai cũng có cái này hết rồi, kho bàn ai cũng có cái này như Đức Phật hết rồi. Đức Phật á với mọi người một cuộn tánh như nhau, không có hai. Thầy nhìn này coi sao? Có một cuộn tánh như bên đây. Vậy là thầy bụng không? Có không? Bụng bụng thầy như thế này là chắc là chứa nhiều lắm hả sư ơi? Chứa nhiều lắm. Không, bên này á, phía bên này bụng thầy to quá. Một cái tâm, một cuộn tánh. Ờ. Một màu da, một giọng nói. Ờ. Mình quay về bên trong. Sư huynh biết coi tay không? Hả? Biết coi tay không? À, biết coi tay không? Không, coi, coi tay là không coi. Coi bói là bất an, là mát là bất an. Mọi người cho đỡ mỏi vỏ. Ngồi xuống đi sư. Mình có đi bộ đâu chưa? Rồi, rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Cắn cái bụng khó ngồi hả sư à? Ừ, cắn tay luôn. Cắn cái bụng khó ngồi lắm á. Nói nè, cái khẩu mình á là cái giới. Khẩu mình á
nói lời ái ngữ, cái lỗi mình á, không để cho ta buồn nha. Còn á bên đây á đi cái pháp này nè, sư ăn ngày mấy cử con sư tử á, nó định lại á, nó muốn bắt con bò nó phải định lại vậy nè, mắc kìa. Sư là diễn tả giống luôn á sư, cái đó là cái gì thôi chứ ngày là cái gì đang lên sư, đang lên trên đó hả? Rồi đang là bay trả lời á, sư đang về trên đó sao sư? Chút chút xuống hỏi chứ lên trên đó đang về trên đó đang nói dụ sư tử bắt con bò bây giờ đang đang kiếm bò như vậy đó, mà không biết ý nghĩa gì. Còn sư tử đó nó muốn bắt con bò nó phải định lại, định hình lại ha, giới định đời song tu. Chưa đeo mấy chiếc bông nữa hả? Rồi đây có một chiếc mà sao đeo chiếc này, hai chiếc còn một chiếc thất tỉnh hả? Thất tỉnh đeo hai chiếc thức tỉnh hơi nhá, thức tỉnh đó là chỉ đạo ăn đi, là có hút thuốc không hả? Hút thuốc sư à? Bên đây hút dùng sư rồi, bên đây lấy cái tông của sư rồi, không hút thuốc nữa hả? Mình có vợ chưa? Mình hả? Vợ đâu? Dạ không có ở hả? Chùa nào không? Không, không có chùa sao mặc áo vàng hả? Không có chùa sao mặc áo vàng? Hồi đó xuất gia xuất gia năm bao nhiêu tuổi? Lâu rồi, mẹ lâu rồi, tuổi chùa nơi sư? Hồi đó ở trong Đồng Nai á. Mẹ chết rồi đây, hồn rớt cái kiếm á. Rồi đi bộ ra đây hả? Hả? Đi bộ ra tới đây hả? Dạ. Dạ. Nhìn xuyên thấu chỗ nào chỗ nào thư? Không ấy là mình đi bộ ra tới đây vậy. Hả? Được ạ. Bên sư á. Sư cái nhà đi nhờ xe đò mà. Nhờ xe đò. Mình có tiền không? Hả? Có tiền không? Có lộn phí trong người không sư? Có, ở trên lo hết rồi. Ở trên lo hết rồi. Trên đâu? Tới. Trên kia có tờ cô Lê Mèo sư. Hả? Trên kia có tờ cô Lê Mèo. Đâu? Trên đó xài năng lượng không sư? Trên đó là xài năng lượng không chứ? Đâu rồi, sư mang kiến vô nhìn xuyên thấu rồi. Mang kiến vô nhìn đây. Sư á, như giờ sư dặn công quay lên nha sư. Hả? Dặn công quay đi bằng cái này. Thấy gì không? Thấy gì chưa? Hả? Thấy gì không? Thầy tâm con bé này thế nào? Tâm bé này hả? Dạ. Trở về bản tính chân như là im. Trở về tâm thông. Tâm chân như kìa. Sao chỉ lại coi. Chớp á, mình im lắng nghe, không nói là trở về bản tánh chân như, trở về tập không, quay về bên trong, quay về cái không của con kia như là Thao Thiên Quyển. Thao Quyển là nó là sau lưng, nó là sau lưng đây đúng không? Tới nó đó, nó nhớ đó. Là sư gọi là có liền luôn rồi sư. Đúng rồi. Nó ra nó đón sư á. Nói sư trong tâm sư có nó luôn. Nó là đón sư ăn ngày ba cử ha. Đầy đủ ha. Nó nè, sư cũng là nó cũng là sư. Ăn chay hay ăn mặn? Sư ăn chay hay mặn? Mặn cũng được, chay cũng được. Có gì ăn đấy sư. Có gì đấy. Để nuôi cái này thôi. Mình thích mình nhìn đó là mình dính cảnh ngay liền. Dạ. Đó, nhìn cái xác đó đâu có nhìn được. Xác thì là bị ảo. Thì có quen Thích Tâm Phúc không? Hả? Thích Tâm Phúc trong tâm sư luôn. Trong tâm luôn. Trong tâm đây luôn à, có luôn. Chuyện giống chưa? Trong tâm đây có luôn. Ông đang ở trong tâm sư mà. Ông đang ở trong tâm ông kia luôn kìa. Trong tâm mọi người ai cũng có. Lúc thầy tu có trong chùa với trong cái nơi tu với thầy Thích Tâm Phúc của chùa không thầy? Không. Không. Sư tu với Thích Tông á. Vô ngồi ngay giữa trong ngang. Thích Tông, đúng rồi. Cho hình ảnh đẹp. Thầy là thích đủ thứ phải không? Thích đủ thứ. Thầy thích đủ thứ. Vậy là thầy tên đó hay gì? Trên đó, ai cũng trên đó. Thầy tên gì? Hả? Thầy tên gì? Thích đủ thứ. Thích đủ thứ hả? Tên gì thầy? Xuống đây mà cứ như là ấy cái tên cho dễ gọi thôi. Thích đủ hứng ha. Dễ phân biệt thôi. Ta đâu có tên đâu. Thầy thích món gì nè, thầy nói rồi. Thầy hả? Thích cái không. Cái
cái gì không là thích hết phải không? À, cái không là thích. Quay về bên trong là thích. Không tiền, không nhà, không phải, phải thích, không... nói là thích cái an lạc bên trong. Bên trong. Xíu để mọi người biết cái an lạc của mình đó là từ bên trong, quay bên trong là mình có cái của mình. Thời Đức Phật đi pháp nghịch chứ không phải đi pháp tổng đâu. Sư thích món gì nhất sư? Hả? Sư thích món gì nhất? Dạ. Khổ thật, sư thích món gì nhất? Thích cái tâm của mọi người. Cái tâm không của mọi người. Cái tâm đi, đi sư ơi, đi đi.